ở chương trình này. Và người dẫn chương trình của chúng ta, MC Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình của chúng ta vẫn luôn ẩn chứa rất là nhiều những điều bất ngờ thú vị, phải không ạ? Và ngày hôm nay đã có ba cô bé rất là đáng yêu cùng đến với phim trường để cùng với chúng ta cùng tham gia trò chơi của buổi tối ngày hôm nay. Thế nhưng mà trước khi làm quen với ba bé thì cho phép Quỳnh Hương xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một người bạn nhỏ sẽ cùng đồng hành với Quỳnh Hương trong suốt trò chơi ngày hôm nay, đó là bé Xuân Nghi. Xuân Nghi xin chào các bạn. Và bây giờ bé Xuân Nghi ơi, bây giờ cô Quỳnh Hương với con sẽ cùng đến làm quen với các bạn nhỏ nhé. Dạ. Chúng ta cùng làm quen với các bạn nhỏ nào. Chào con. Con chào cô Quỳnh Hương và chào quý vị khán giả đang xem đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Con tên là Nguyễn Nhật Thu, năm nay con 8 tuổi. Gia đình con gồm có 4 người, ba con, mẹ con, anh con và con. Mẹ con tên là Phan Thị Thu Thảo, năm nay mẹ con 37 tuổi, làm việc ở Bưu điện thành phố. Ngày hôm nay bạn Nhật Thu đến đây chơi với ai? Với dạ, mẹ với hôm ba. Nay con đến chơi với mẹ con. Xin mời mẹ của bạn Nhật Thu. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn nhỏ thứ hai nào. Con chào cô Quỳnh Hương. Chào con. Con có một đôi mắt một mí rất là đáng yêu. Đôi mắt một mí đó là con thừa hưởng của ba con hay mẹ con vậy? Con thừa hưởng của ba con. Sao có ba con mà con suy nghĩ lâu tới 2 giây rồi con mới quyết định vậy? Biết là của ba không? Dạ thế. Rồi, như vậy thì con sẽ giới thiệu một chút về ba nè, về mẹ nè, về bản thân con nữa cho mọi người cùng nghe nha. Con chào cô Quỳnh Hương và quý vị khán giả. Con tên là Thảo Ngân, năm nay con 8 tuổi. Con học lớp 33, trường tiểu học Cao Bá Quát. Gia đình con gồm có 3 thành viên, đó là bố, mẹ và con. Bố con năm nay 40 tuổi, còn mẹ con năm nay 37 tuổi. Vậy bạn Ngân có sở thích nào để giới thiệu cho mọi người biết không? Em có sở thích là kể chuyện. Ồ vậy hả? Vậy Ngân có thể kể một đoạn trích nhỏ trong câu chuyện mà Ngân thích cho mọi người nghe được không? Thưa cô Quỳnh Hương, con xin kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Rồi, con kể một chi tiết thôi. Cái điều gì làm cho con thích nhất trong chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh nào? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, điều làm cho con thích nhất ở trong chuyện là Thủy Tinh đến sau không lấy được Mỹ Nương, đùng đùng tức giận, trao quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Rồi. Nhà cửa, ruộng đồng, chìm trong biển nước. Sơn Tinh liền hóa phép, bóc từng quả đồi, dời từng dãy núi, chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước cao lên bao nhiêu, thì Sơn Tinh lại dâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui. Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi. Nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua. Hay quá. Chuyện này sao cô Quỳnh Hương ghi là con được học ở trường đúng không? Thành ra con kể rất là mạch lạc. Hôm nay con sẽ đến đây chơi ai vậy con? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, hôm nay con đến chơi với mẹ. Bây giờ con muốn con hay là bạn Xuân Nghi sẽ mời mẹ của con ra? Con. Con, rồi vậy thì con sẽ mời đi. Mẹ ơi ra đây chơi với con. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn nhỏ cuối cùng nào. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con ơi, hai bạn chơi kia đều 8 tuổi. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi con có phải là cũng 8 tuổi không? Dạ phải. Bạn tên gì và gia đình bạn có bao nhiêu người? Hãy kể về ba mẹ bạn cho mọi người biết nha. Chào cô Quỳnh Hương, con tên là Trần Khánh Đan, năm nay con 8 tuổi. Con học lớp 3, trường tiểu học Lưu Đình Của. Nhà con gồm có 6 người. 6 người luôn á? Ông bà con, ba mẹ con, chị gái con và con. Hồi nãy mình vừa trò chuyện với bạn thì được biết là bạn có học tiếng Pháp đúng không? Vậy thì bạn có thể nói một câu tiếng Pháp cho mọi người nghe được không? Bonjour. Bonjour. Ça nữa? Ça va? Ça va bien? Et toi? Oui. Oui. Rồi, giỏi quá. Con rất là giỏi. Bây giờ mình sẽ khám phá rằng là cái người mà đang bí mật đứng đằng sau lưng sân khấu đây chuẩn bị ra chơi với con là ai nào? Dạ, cô là mẹ của con.
Bây giờ mình sẽ mời mẹ ra nha. Xin mời mẹ của Khánh Đan. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Ở vòng chơi này thì ba người mẹ đã được vào trong xoay Rubik và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó, ba bạn gái sẽ cùng ở lại đây với Quỳnh Hương và Xuân Nghi để cùng vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi với đáp án có sẵn. Các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ. Và sẽ có một câu hỏi mở duy nhất. Các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ mình. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên, cô Quỳnh Hương muốn bắt đầu từ bạn Nhật Thu. Con có phải học sinh giỏi không? Dạ phải. Con học sinh giỏi được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm liền. Có nghĩa là năm nay con học lớp 3 thì là 2 năm vừa rồi là đều học sinh giỏi hết phải không? Dạ. Như vậy thì nếu con đạt danh hiệu học sinh giỏi thì con thích được ai thưởng cho con hơn nha? A là được thầy cô thưởng ở lớp nè. B là ba mẹ thưởng cho con ở nhà nè. Và C là thầy hiệu trưởng thưởng cho con dưới cờ ở trong lễ tổng kết năm học. Dạ, con muốn ba mẹ thưởng cho con. Như vậy thì cô Quỳnh Hương sẽ hỏi thêm một câu nữa ha. Là những năm ngoái thì ba mẹ thưởng cho con cái gì? Dạ, những năm ngoái ba mẹ thưởng cho con học bút. Cảm ơn con rất là nhiều. Nào Nghi ơi, chúng ta cùng đến với bạn thứ hai. Đó là bạn Thảo Ngân. Thảo Ngân à, con cũng học giỏi phải không? Dạ. Thế thì con sẽ chọn lựa một trong ba cái người mà sẽ thưởng cho con. Thì con sẽ quyết định là chọn ai nào? Dạ, con chọn là ba mẹ. Con cũng thích là ba mẹ thưởng cho con à. Như vậy thì cô Quỳnh Hương thấy rồi. Vậy thì các bạn có vẻ là có sự chọn lựa giống nhau suy nghĩ ha. Dạ, đúng rồi. Mình sẽ cùng bước sang bạn thứ ba, đó là bạn Khánh Đoan. Liệu con có sự chọn lựa khác với hai bạn trước không? Đó là thầy hiệu trưởng. Vậy hả? Với những năm trước con có được thầy hiệu trưởng đọc tên trước trường bao giờ chưa? Chưa. Như vậy thì nếu mà con tưởng tượng mà được như vậy thì con sẽ cảm thấy như thế nào? Con rất vui. Con vui mà hãnh diện nữa ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bạn Thảo Ngân nào. Ở nhà con có mấy cái đồng hồ tất cả? Dạ, nhà con chỉ có một cái. Có một cái thôi á? Nó treo ở đâu? Dạ, treo trên tường. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Khánh Đoan. Khánh Đoan ơi, con nghĩ như thế nào? Dạ, con cũng có một cái đồng hồ trên tường. Con cái thôi á. Chị, sao đồng hồ của bạn được treo ở đâu vậy? Ở trên lầu. Trên lầu? Ở trên lầu ở phòng của ai nè? Phòng chung. Phòng chung. Cảm ơn con Khánh Đoan. Xuân Nghi, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Nhật Thu nha. Nhật Thu, con sẽ quyết định ở nhà con có bao nhiêu cái đồng hồ treo tường? Dạ, con có một đồng hồ treo tường. Cũng có một cái thôi. Đồng hồ của bạn màu gì nè? Đồng hồ của em màu xám và được treo ở tường. Cảm ơn Nhật Thu rất là nhiều. Chúng ta còn có một câu hỏi cuối cùng thôi. Và câu hỏi này được bắt đầu từ bạn Khánh Đan. Câu hỏi này thì bạn Xuân Nghi sẽ đặt câu hỏi cho con đó. Khi đi dự tiệc thì bạn thích ăn món tráng miệng nào hơn? Thứ nhất là trái cây nè, thứ hai là bánh ngọt và thứ ba là rau câu. Bạn thích cái nào? Rau câu. Ê, vậy là giống mình rồi. Thế cho cô Quỳnh Hương hỏi là ở nhà con có được thường ăn bánh ngọt không? Dạ, có. Cũng có ha. Dạ. Cảm ơn Khánh Đan. Xuân Nghi ơi, bây giờ mình trở lại với bạn Nhật Thu nha. Nhật Thu ơi, cô Quỳnh Hương nhận thấy con quá nghiêm nghị. Nên bây giờ con có thể thư giãn ra và con chọn một câu trả lời. Cái cây gì vậy con? Dạ, cam. À, thế thằng cam. Rồi, cảm ơn Nhật Thư. Chúng ta còn một bạn cuối cùng thôi, đó là bạn Thảo Ngân. Thảo Ngân ơi, bạn chọn phương án nào? Mình chọn phương án là rau câu. Cũng là rau câu nữa. Vì sao con lại chọn là rau câu? Dạ, vì con rất thích ăn rau câu. Rau câu gì con? Dạ, rau câu dừa. Rau câu dừa, bỏ vô một trái dừa rất thơm ngon đúng không? Mà mát mà bổ nữa. Thời gian dành cho các bạn đã hết. Đây là lúc chúng ta cùng chào đón ba người mẹ trở lại với trường quay nào. Câu hỏi đầu tiên, Quỳnh Hương xin được đặt ra cho mẹ Thu Thảo nha.
À, Quỳnh Hương được biết rằng là cả ba bạn ở đây đều là những học sinh giỏi trong suốt những năm qua. Thế thì liệu chị có biết được rằng là khi mà con đạt danh hiệu học sinh giỏi đó thì con sẽ thích được ai thưởng nhất? Thứ nhất là thầy hiệu trưởng sẽ thưởng cho con dưới cờ trong lễ tổng kết. Thứ hai là thầy cô sẽ thưởng cho con ở lớp. Và thứ ba là được ba mẹ thưởng ở nhà. Dạ, được mẹ thưởng. À, vì sao chị lại không nghĩ là thầy hiệu trưởng thưởng thì nó sẽ oai hơn ạ? À? Tại vì nó dạt dào tình cảm với mẹ lắm, nó thích mẹ được một cái phần thưởng dù nhỏ nhưng mà bé vẫn thích. Như là gấu bông hay là hộp bút đúng không nào? Ban nãy con khai là hộp bút. Vậy là gia đình bạn đã chung ý kiến với nhau rồi. Chúc mừng bạn, 50 điểm đầu tiên. Chúng ta hãy cùng đến với lại mẹ nữ nào. Mẹ nữ ơi, chị sẽ chọn như thế nào? Ba mẹ. Ba mẹ sao chị? Ba mẹ sẽ thưởng cho bé. Thế năm ngoái ba mẹ đã thưởng gì cho con nào? Dạ, ba mẹ cũng mua đồ cho bé. Ba mẹ cũng mua đồ cho bé và điều đó làm cho bé vô cùng thích phải không con? Dạ. 50 điểm đầu tiên cũng dành cho gia đình của con, chúc mừng. Xin được mời mẹ Ngọc Diệu ạ. À. Tại vì ở nhà thường là bé giỏi cái gì thì được mọi người thưởng. Cho nên là cô ở lớp cũng vậy. Cho nên là thường thì thích ban giám hiệu nhà trường. Chị biết là Quỳnh Hương đang cảm thấy như thế nào không? Ba người mẹ ngày hôm nay thật là hiểu con đến tuyệt vời. Và như vậy 50 điểm đầu tiên cũng dành cho gia đình của mình, chúc mừng. Chúng ta hãy cùng đến với lại câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này, Xuân Nghi ạ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ mẹ nữ của bạn Thảo Ngân nha. Thưa chị, nếu mà chị có trí nhớ tốt á, thì giờ chị chỉ cần có 3 giây thôi. Chị nhớ lại xem là ở nhà mình tổng cộng có bao nhiêu cái đồng hồ treo tường nào. Nhà có một cái đồng hồ treo tường. Một cái là đã đủ xem giờ rồi. Và một cái đó đã đem đến cho chị 100 điểm. Chúc mừng chị. Xin được mời mẹ Ngọc Diệu ạ. Bé sẽ nói là một cái. Vì sao chị lại nghĩ là một cái thôi? Mình đương thấy ít quá vợ. Ở nhà thì thật sự thì tới 2 cái. Nhưng mà bé đi về là cứ ở trên lầu. À. Thì bé sẽ nhìn ở trên lầu thôi, không nhớ dưới đất. Chị biết sao không? Chị nghĩ là vậy là chị đang may mắn hay chị đang không may nào? Bởi vì con vô tình con nhớ đúng số lượng mà mẹ đã kể. Cho nên 100 điểm dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Chúng ta cùng đến với mẹ Thu Thảo xem. Tôi chọn 1 à. Vì sao chị lại chọn là 1 nào? Tại vì nhà của mình cũng nhỏ lắm. 100 điểm dành cho gia đình của mình, chúc mừng. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng của phần 1 thôi. Câu hỏi này sẽ bắt đầu từ mẹ Ngọc Diệu. Mỗi khi mà đi dự tiệc đó ạ, thì chị để ý rằng là bé sẽ thích ăn món tráng miệng nào hơn? Hoặc là bánh ngọt, hoặc là trái cây, hoặc là rau câu ạ? À, bé sẽ chọn câu số 1. Đó bánh là ngọt. Bánh ngọt. Vì sao chị lại nghĩ là cháu thích bánh ngọt? À, thường thì sau khi ở nhà ăn cơm xong thì mới ăn tráng miệng, ví dụ như trái cây hoặc là kem hoặc là rau câu. Con đang cảm thấy như thế nào nào? Ở nhà con không có được ăn rau câu cho nên đi tiệc con thích ăn rau câu, cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này rồi. Mình sẽ cùng đến với mẹ Thu Thảo nha. Dạ, tôi chọn bé sẽ chọn trái cây. Vì sao chị lại nghĩ là bé chọn trái cây? Tại vì mình hay nói với bé là con ăn trái cây sẽ có nhiều sinh tố. Rồi đẹp da nữa. Con thì chắc là hồi nãy chưa có nghĩ tới chuyện có nhiều sinh tố với đẹp da. Nhưng mà con nói tại con thích ăn cam, mà con thích ăn trái cây thôi. Cho nên con cũng đã chọn trái cây và 50 điểm dành cho gia đình của mình, chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của mẹ nữ nào. Theo chị thì là con của chị sẽ thích ăn gì hơn ạ? Dạ em nghĩ là bé thích ăn trái cây. Thế còn bánh ngọt thì sao? Bánh ngọt thì bé ít ăn lắm chị. Thế còn rau câu thì sao? Rau câu thì cũng ít có mua cho bé. Ít mua không có nghĩa là con không thích ăn chị ạ. Bởi vì ban nãy con có tiết lộ với hai cô cháu Huỳnh Hương là con rất thích ăn rau câu dừa, làm hai cô cháu thèm muốn chết luôn. Cho nên chưa ghi được 50 điểm luôn. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của cả ba gia đình nào. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bạn Khánh Đan 150 điểm. Gia đình bạn Thảo Ngân 150 điểm. Và gia đình bạn Nhật Thu 200 điểm. Chào mừng quý vị.
vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Ở vòng chơi này thì đến lượt ba em bé là được vào trong để xem truyện tranh và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Bé Xuân Nghi bây giờ cũng đã ở trong đó luôn rồi. Trong lúc đó thì ba người mẹ cùng ở lại trường quay và cùng với Quỳnh Hương vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi mở. Ba người mẹ sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Và sẽ có một câu hỏi là có đáp án có sẵn. Mẹ chỉ việc chọn một trong ba và sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên xin được bắt đầu từ mẹ Thu Thảo. Dạ thưa chị, nếu như mà chị gần gũi với con thì chị có nhớ rằng là mỗi buổi sáng thức dậy thì con sẽ rất là thích được ba mẹ đang làm điều gì cho không ạ? À? Dạ, bé thích là gọi bé dậy và mẹ sẽ hôn bé. Dạ, cảm ơn mẹ Thu Thảo. Xin được mời mẹ nữ ạ. À. Bé thích là bé dậy rồi được mẹ chải đầu rồi cho gọn gàng để bé đi học. À, được, cảm ơn mẹ nữ. Xin được mời mẹ Ngọc Diệu ạ. À. À, thường thì sáng bé thích là ba hoặc mẹ là ôm bé, rồi bế hoặc là dẫn bé ra. Quỳnh Hương khó tưởng tượng nổi mà một em bé lớn như bé Khánh Đan mà lại có thể được bế đi ra tới nhà vệ sinh. Trời đất ơi, mẹ với ba phải là những siêu nhân đúng không nào? Xin được hỏi câu hỏi số 2 bắt đầu từ mẹ nữ ạ. Mẹ nữ ơi, nếu mà gia đình mình đi chơi xa cùng với những gia đình khác thì thường bé thích đi chung với ai nha? Thứ nhất là đi chung với các gia đình trong cơ quan của ba. Thứ hai là đi chung với các gia đình trong cơ quan của mẹ. Thứ ba là đi chung với các gia đình thuộc họ hàng nhà mình. Dạ, em nghĩ là bé thích đi chung với họ hàng nhà mình. Cảm ơn mẹ nữ, xin được mời mẹ Ngọc Diệu. Bé sẽ chọn là đi với họ hàng nhà mình. À, vì sao không phải là cơ quan của ba hay của mẹ? Tại vì cơ quan của mẹ hoặc là ba ít có đi. Cảm ơn chị, xin được mời mẹ Thu Thảo. Dạ, bé sẽ chọn là đi chung với cơ quan mẹ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Ngọc Diệu. Ở lớp học, bé thường không thích bạn làm điều gì với bé? Thích chọc ghẹo. Không thích bạn chọc ghẹo? Bạo lực. À, không thích bạo lực. Thế là bạo lực chị muốn nói là bị bạn đánh đó hả chị? Giỡn mà đúng. Thế cháu có bị bạn đánh bao giờ chưa? Cũng có, dẫn qua dẫn lại. À, dẫn qua dẫn lại, cảm ơn mẹ Ngọc Diệu. Mời mẹ Thu Thảo. Dạ, tôi chọn là bé sẽ sợ, không muốn ai chọc ghẹo mình hết. À, không có muốn bị chọc ghẹo. Dạ rồi, cảm ơn chị. Xin được mời mẹ nữ. Em nghĩ là bé sẽ không thích ai chọc ghẹo bé. Thường thường là bạn chọc con cái gì hả chị? Thường thường nhiều khi bé đang viết bài đó, bạn ngồi dưới sau chứ khều khều nắm tóc giật giật rồi. Dạ, đúng không ạ? À? Cũng rất là bực mình. Dạ, cái chuyện con trẻ con mà rất là nhiều trò. Xin được cảm ơn mẹ nữ và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại các câu hỏi và câu hỏi đầu tiên sẽ thuộc về bé Nhật Thu. Nhật Thu ơi, con ráng con nhớ lại xem là mỗi sáng thức dậy đó, con sẽ muốn ba mẹ làm gì cho con nhất? Dạ, con thích ba mẹ tắm cho con. Cô Quỳnh Hương thấy rằng là nếu giữa cái chuyện là sáng là có mẹ ra đánh thức con dậy và hung cho con một cái với lại là tắm cho con thì con thích việc nào hơn? Dạ, con thích tắm hơn. Thích tắm hơn phải không? Vậy thì nhớ nói mẹ nha, mặc dù cô Quỳnh Hương nghĩ là chắc là sáng nào cũng phải có là vừa phải hôn thức dậy rồi mới tắm đúng không nào? Đúng rồi, nhưng chúng ta chưa ghi được 100 điểm đầu tiên rồi. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Thảo Ngân nào. Con nghĩ như thế nào con gái? Dạ, con thích ba mẹ đưa con đi học. À, mỗi sáng ai đưa con đi học nhiều hơn? Dạ là ba. Mẹ có đưa con đi không? Dạ, có lúc không. Thế nhưng mà dường như hồi nãy mẹ nữ lại nghĩ ra một cái chuyện khác mà đưa con đi học nữa. Đó là việc gì, mẹ có thể nói lại cho con nghe không? Đó là việc chải tóc thắt bính cho con. Đúng rồi, phải chải tóc thắt bính rồi mới đi ra đường được, đúng không nào? Cả hai việc đó đều là những việc bày tỏ tình thương yêu của gia đình mình con ạ. À. Nhưng mà lại một lần nữa hai mẹ con chưa khớp nhau cho nên chưa ghi được trong được. Ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Khánh Đan. Con làm gì mà con cười mím mím vậy? Con đang ẩn chứa một bí mật gì? Run hả? Bây giờ đừng run nữa, con nói cho Quỳnh Hương biết đi. Con thích là ba mẹ sẽ làm gì cho con nhất mỗi sáng thức dậy nào?
con thích ba mẹ ôm con, bế con. Bế con hả? Con nặng bao nhiêu ký lô? 36. 36 ký lô á? Con nghĩ là mẹ vậy mẹ bế con nổi không? Nổi. Nổi hả? Tội nghiệp mẹ lắm đó, mẹ bế vậy riết mà tới con 50kg là mẹ bế không có nổi đâu nha. Cho nên thôi mình tập á, mình mỗi sáng dậy á là mình chịu khó mình đi với mẹ đi, mình đừng bắt mẹ bế nữa, tội nghiệp mẹ nha. Hứa với cô Bình được không? Hứa đi, mong mẹ không? Nhưng riêng cái việc đó đã đem đến cho gia đình con 100 điểm, chúc mừng con. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Thảo Ngân. Thảo Ngân, con có thích được đi chơi xa không? Dạ thích. Con có thường được đi chơi xa không? Dạ, hè con mới được đi. Rồi, như vậy thì trong những dịp hè con được đi chơi xa đó, con sẽ thích được đi chơi với những gia đình khác là gia đình nào? Thứ nhất, các gia đình cơ quan của mẹ. Thứ hai là đi chung với các gia đình trong cơ quan của ba. Và thứ ba là đi chung với các gia đình thuộc họ hàng nhà mình. Dạ, con chọn đáp án C là đi chung các gia đình thuộc họ hàng nhà mình. 50 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng. Bạn Khánh Đan, bạn nghĩ như thế nào? Dạ, là con nghĩ đáp án B. Đó là? Đó là đi chung với cơ quan ba. Vậy hả? Đi chung với cơ quan ba hả? Con dạ. được đi chơi chung với cơ quan ba được bao lâu rồi? Hả? Có bao giờ con được đi chơi chung bao giờ chưa? Dạ có. Có hả? Đi đâu vậy? Đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu, đúng rồi, đi Vũng Tàu cũng là đi. Nhưng nãy mẹ tưởng khác đó. Nãy mẹ tưởng là gì? Mẹ nói lại cho con nghe đi. Đi với họ hàng. Cho nên chưa có ghi được 50 điểm rồi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Nhật Thu nào. Con thì như thế nào Nhật Thu? Dạ con thích đi với họ hàng. Vậy hả? Vì sao con lại thích đi với họ hàng? Dạ tại vì khi sinh nhật con, họ hàng nào cũng đi với con. Đúng rồi. Cô Quỳnh Hương ước gì có ông Tiên cái tới đổi câu của bạn Khánh Đan qua đổi bạn Nhật Thu ngược lại. Tại vì nãy bạn nói là con thích đi chơi chung với các cô chú, các gia đình trong cơ quan mẹ. Cho nên chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi vừa rồi. Không sao, cả ba gia đình chúng ta số điểm cũng đang rất là sàng sàng nhau. Và đây sẽ là câu hỏi quyết định xem gia đình nào sẽ được vào vòng đặc biệt. Câu hỏi này bắt đầu từ bạn Khánh Đạt. Khánh Đạt, con mỉm cười lên xem nào. Bây giờ con sẽ ráng nhớ lại coi trong những cái lúc mà con học ở trong lớp thì con sẽ không thích bạn làm điều gì với con. Bạo lực. Bạo lực là gì? Bạo lực là sao? Đánh con. Có đánh không? Rồi lúc đó bạn đánh con làm gì? Con đánh lại. Cô Quỳnh Hương tưởng con nói con bỏ chạy, con mét cô thì con đánh lại hả? Vậy cũng con cũng đâu có hiền gì đâu đúng không? Nhưng rất tiếc, cái chữ bạo lực đó đã đem tới gia đình con 100 điểm. Chúc mừng con. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ý kiến của bạn Nhật Thu nào. Nhật Thu, con nghĩ như thế nào? Con không thích bạn làm gì với con nhất? Dạ, con không thích bạn. Bạn chọc kẹo con. Bạn chọc con sao? Dạ, bạn chọc lét con. Bạn chọc lét con hả? Trời đất ơi, sao bạn nào mà nở lòng nào chọc gì kỳ cục vậy? Con có đâu có thích đâu, nhưng mà con có chọc kẹo lại bạn không? Dạ không. Không bao giờ đúng không? Mình ngoan mà. Và cái chuyện không thích chọc kẹo đó cũng đã đem đến cho gia đình con 100 điểm. Chúc mừng con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Thảo Ngân nào. Con không thích bạn nói chuyện với con. Hả? Chứ rồi vô lớp bạn không nói chuyện với con chứ bạn làm gì? Bạn chỉ viết bài chứ con không thích nói chuyện. Ý muốn nói là không có nói chuyện riêng trong giờ học á, phải không con? Con là một cô bé rất ngoan, cô Quỳnh Hương đánh giá rất cao điều đó. Nhưng mà biết sao không? Hồi nãy á, mẹ chắc là có nhiều điều con không thích. Thì trong đó mẹ tưởng con cũng là một bạn gái thường tình thôi. Cho nên là mẹ nói là chắc là không thích chọc ghẹo. Đúng là con cũng không thích chọc ghẹo đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng là qua cái chương trình ngày hôm nay thì các bạn con sẽ biết thêm một chuyện nữa là
thôi, đừng nói chuyện riêng với con trong lớp, con không thích đâu, phải không nào? Nhưng con chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này rồi, không sao con ạ. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ rất hồi hộp được biết số điểm của cả ba gia đình nhé. Kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình bạn Nhật Thu ghi được 300 điểm. Gia đình bạn Thảo Ngân ghi được 200 điểm. Gia đình bạn Khánh Đoan ghi được 350 điểm. Như vậy, cả hai gia đình bạn Nhật Thu và bạn Thảo Ngân sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ nhận được 1.500.000 đồng. Riêng gia đình bạn Khánh Đoan sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền thưởng và sẽ bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bạn. Khi đến chơi bí mật gia đình ngày hôm nay thì mỗi gia đình sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Achi Ngon của công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra thì như các bạn cũng thấy đấy, một chú heo Achi Ngon rất dễ thương sẽ cùng theo chân các bạn nhỏ về nhà. Xin được cảm ơn cả ba gia đình cùng đến để chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Ở vòng chơi này, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những vật dụng của các em bé gái. Và trong vòng 30 giây thôi thì bé Khánh Đan và mẹ sẽ phải chọn ra những thứ gì mà con thích mẹ mua cho con nhất để ở ô số 1, số 2 và số 3. Những cái món đồ nào mà con không thích lắm sẽ để ô số 4 và ô số 5. Mẹ ơi, mẹ cũng nhớ là để từ thứ tự từ ngoài vào nhé mẹ nhé. Và sau khi mà hai mẹ con đã đặt xong, nếu còn dư thời gian thì con được quyền chạy ra phía trước và dùng ngôn ngữ tay chân hay điệu bộ gì đó mà con không được dùng lời nói nhé Khánh Đan nhé. Con sẽ mô tả cho mẹ biết mà mẹ chỉnh sửa lại kịp thời. Một ô hình giống nhau, hai mẹ con sẽ 1 triệu đồng. Ba ô hình giống nhau, 1.500.000 đồng. Bốn ô hình giống nhau thì điều đó có nghĩa là năm ô hình đã giống nhau rồi, đúng không Xuân Nghi? Và sẽ ghi được đến 5 triệu đồng tiền thưởng cho vòng chơi đặc biệt này. Bây giờ thì mẹ và con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bước sang đây đi nào. Rồi mẹ Ngọc Diệu qua bên kia đi ạ. Mẹ Diệu qua bên kia. 30 giây dành cho hai mẹ con. Bắt đầu. Cố lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại coi hai mẹ con bạn Khánh Đoan sẽ ghi được là bao nhiêu cái hình giống nhau nha. Xuân Nghi, con chạy lại xem. Như vậy là, con ơi, như vậy là bạn Khánh Đoan thích nhất là được mẹ mua cho xe đạp, mẹ có biết không? À, mẹ Khánh Đoan cũng chọn xe đạp. Thứ hai là một chiếc túi xách rất là đáng yêu. Như vậy thì con sẽ khám phá xem nào. Vậy là mẹ Khánh Đoan chọn không đúng rồi. Đồng hồ là ô số 3. Như vậy thì Xuân Nghi, con lại tiếp tục lật ô số 3 xem nào. Là đôi giày, đáng tiếc quá đi thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ lật ra hai ô còn lại. Và như vậy thì hai mẹ con của các bạn Khánh Đoan đã có thể ghi được có một ô hình giống nhau. Tổng cộng số tiền thưởng hai mẹ con đến đây chơi ngày hôm nay sẽ là 2.500.000 đồng. Xin được chúc mừng. Và đây là chiếc áo dễ thương dành tặng cho bạn Khánh Đoan, cũng như là hai bạn cùng chơi. Xin được mời cả ba gia đình cùng vào đây chia vui với chúng tôi nào. Phối hợp với công ty Đông Tây Thực Tiện, chiếc xe tài trợ của nhãn hàng Achi Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào lúc 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên sóng VTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cái con không có giống mẹ chỗ nào hả? Đó là gì ạ? Là Hương chơi mà báo cho ba mẹ biết. Nó nhiễm trùng thì sao ha con ha? Điều này thường xuyên xảy ra chứ ạ? Có thể nếu mà đó là một vết thương nhẹ. Như vậy là cả ba vị phụ huynh đều đang đạt được độ điểm tối đa. Tôi nghĩ là cỡ lứa tuổi như bé thì chưa có tự khả năng cho mình được. Tôi nghĩ là cho
cháu sẽ chọn trò chơi bánh bi. Ở nhà thì tôi là người đọc báo nhiều nhất và đọc báo hàng ngày. Và 100 điểm dành cho gia đình của mình.